Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến cái chết của 6 người phụ nữ ở tiểu bang Oregon. Mà đến giờ phút này, đó cư dân cứ áp lực với cảnh sát, kể cả FBI, phải cho chúng tôi biết thêm các chi tiết này. Họ lo sợ và có nhiều tin đồn đoán cả mấy tuần lễ này từ ngày mà cái chết thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và đến thứ sáu này. Như quý vị nhìn thấy trên bản đồ đó, cái, cái chết của cô Bridget Webster cách xa với cái chết của cô Cherry Perry đó. Cả hai người bị giết chỉ cách nhau có một tuần lễ thôi là cái phạm vi 75 dặm đường dài khoảng cách. Đến người phụ nữ thứ sáu và bây giờ đó đây chỉ là cái hình vẽ của cái cô gái này mà thôi. Unidentified woman. Cô là người mãi dâm, phụ nữ vô gia cư hay như thế nào không ai biết được. Còn cái chết của các thiếu nữ này đó thì đã được báo cho gia đình biết rồi mà khổ nỗi đó thưa quý vị, gia đình không biết được tại sao cô họ chết. Cho nên họ mới đặt chất vấn với cảnh sát. Cảnh sát thì cả 6 người này không tìm thấy hung thủ cho đến giờ phút này. Nhưng mà khổ nỗi, cảnh sát của Portland Oregon làm việc với cơ quan FBI. FBI cũng bị bó tay bởi vì FBI cũng nhảy vào cuộc điều tra họ cũng phải phối hợp với cảnh sát Portland Oregon mà không có thêm chi tiết nào khác. Cho nên không những gia đình của các thiếu nữ này mà kể cả các cư dân trong cái phạm vi 75 dặm này rất là mệt mỏi trong mấy ngày nay. Và có cái chết đó thì là bị ở um, bị giết ở trong cái bụi rậm. Các cô này đi bộ trong rừng, chạy bộ trong rừng bị giết hoặc là bị giết mang xác vào đây để giết có những chi tiết mà cảnh sát và cơ quan fbi không tiết lộ nhưng mà sáng ngày hôm nay một lần nữa họ nhắc lại đó chúng tôi vẫn còn đang điều tra đừng áp lực chúng tôi để khẳng định cái vụ này có liên hệ với nhau hay không những cái tin đồn đoán thất thiệt đó, thì họ nói rằng chắc chắn là có một cái kẻ giết người hàng loạt nhắm vào cả 6 phụ nữ này trong một khoảng thời gian trong độ khoảng 3 tháng từ ngày 19 tháng 2 tới ngày 7 tháng 5 chưa đầy 3 tháng. Bởi vì không thể nào cùng một cái khoảng thời gian đó mà đến 6 phụ nữ bị giết mà không phải đến từ một tay hung thủ. Thế nhưng cảnh sát khẳng định no. Chúng tôi không thể khẳng định bất cứ điều gì cả chúng tôi chỉ nói rằng bây giờ chúng tôi đang còn điều tra và vì thế không tiết lộ thêm chi tiết nào khác nữa cho nên bây giờ đó à, họ nói rằng cho đến khi mà cảnh sát tìm thấy được một hung thủ thì may ra mới có thể dẫn đến cuộc điều tra kế tiếp là cái chết của cô gái này có phải đến từ một hung thủ hay là ba bốn hung thủ và vẫn trong phần tin hoa kỳ thì thưa quý vị mới ngày hôm qua phía luật sư đại đại, đại diện cho ông dân biểu George Santos đã um, làm một cái đơn yêu cầu thẩm phán uh, mà uh, coi cái vụ này đó bây giờ yêu cầu thẩm phán này giữ bí mật tên của tất cả những người mà đã quyên góp tiền cho Santos để đóng được cái số tiền bond 500.000 Mỹ Kim à, quý vị cũng nhớ là Santos đang bị truy tố 13 tội à, liên bang lận thì à, với cái số tiền nhiều như vậy tiền bon nhiều như vậy đó ông ta đã không còn khả năng để mà đóng à, tuy nhiên có một số những cái mạnh thường quân à, những người mà vẫn ủng hộ cho, cho Santos đã đứng ra và nhiều người quyên góp vào thì đủ à, tuy nhiên À, sau khi mà ông này ông đủ tiền để, để đóng bon được đang tại ngoại hầu tra đó thì một loạt những cái tờ báo cũng như là đài truyền hình họ đã à nộp đơn, xin tòa án công khai tên của tất cả những người này thì thường nó dưới cái, cái đạo luật giống như là public information đó thưa quý vị. Một khi mà báo chí họ yêu cầu thì nếu như mà không phải những cái vụ mà quá high profile hay là liên quan đến nguy hiểm của mọi người đó thì thường tòa sẽ công khai. Nhưng bây giờ đó, luật sư đại diện cho Santos thì lại lý luận như thế này. À, nói rằng nếu như mà tòa công khai tên của tất cả những cái người này đó thì à, có thể à, khiến cho họ bị à, thành kiến kỳ thị ở trong à, chỗ làm bởi vì chúng ta cũng thấy được là George Santos là một kẻ nói láo như thế nào cái tên này scandalous cho nên là nếu như bị nhìn thấy là người mà vẫn ủng hộ cho một cái tên nói láo thì sẽ bị giống như bị người khác đánh giá luôn cái nhân phẩm của những cái người mà vẫn ủng hộ y à, rồi những người này sẽ chịu một cái áp lực à, có khi là nhiều khi chỗ làm của họ sẽ đuổi việc họ hoặc là nguy hiểm hơn họ có cái nguy cơ là bị nếu mà đi ra đường gặp những người quá khích đó thì còn có thể bị tấn công nữa thì à, bây giờ đó là cái quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cái người thẩm phán trong cái vụ này thì luật sư của Chan tốt cũng nói rằng nếu như mà người thẩm phán vẫn quyết định công khai thì bây giờ phía luật sư xin là thẩm phán báo cho những cái người đóng tiền này để cho họ biết trước để họ giống như là có một cái sự chuẩn bị Ừ. trước khi họ đi ra ngoài đường chẳng hạn Wow Vậy mà vẫn có người nộp 500 ngàn cũng có thể là 50 ngàn thôi bởi vì cái beo đưa ra 500 ngàn thì uh, mua cái beo đó là 10% thì 50 ngàn thôi vẫn có người ủng hộ để mà uh, cho cái tên mà nói láo như cội này à, trong khi đó thì bên phía ông trump thì chính là sáng ngày hôm nay ông lại lên trên, trên mạng xã hội của ông để chỉ trích ông nói tôi vô tội nhưng mà cái tin tức này cái ông chỉ trích đưa ra đó sau khi ngày hôm qua ba vị luật sư của ông không biết vì lý do nào đây vẫn là một tin nằm trong bóng tối chưa biết rõ tại sao lại đến gặp bên phía bộ tư pháp gặp đại diện của bộ, người của bộ tư pháp để làm gì để thương lượng hoặc là để tìm hiểu xem có cách nào đó để Bộ Tư Pháp đừng tiếp tục cái việc truy tố ông Trump hay không. Và cái điểm đáng chú ý đó là bên phía Bộ Tư Pháp đó, họ đã giao cho ông Jack Smith. Đây là ông công tố viên đặc biệt thưa quý vị. Để ông Jack Smith này độc lập, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không muốn nhúng tay vào vụ điều tra trực tiếp một cựu tổng thống sợ là mang tiếng là bởi vì nằm dưới quyền của ông Biden, cho nên Bộ Tư pháp tương tự như vậy có một cái hành động tránh nằm ở giữa hai làn đạn của dư luận phe Cộng hòa và phe dân chủ và vì thế họ lập ra một công tố viên đặc biệt. Thì cái trách nhiệm của công tố viên đặc biệt này là đứng dựa trên luật pháp để xem hành vi của ông Trump cất giấu tài liệu mật ở trong mar lago có phạm luật hay không. Chấp hết là như thế thôi. Nếu phạm luật thì cái tội mà giữ hồ sơ đó là ông Jack Smith này sẽ tuyên bố chính thức. Cho nên người ta đang chờ đợi có thể thưa quý vị trong tuần lễ này bên phía Jack Smith sẽ công bố chính thức là việc truy tố ông Trump về cái tội sử dụng, sở hữu, thậm chí có chia sẻ những cái tài liệu mật này cho ai hay không. Và ngoài ra cái việc mà ba vị luật sư, tại sao ba vị luật sư này không gặp trực tiếp ông Jack Smith mà lại muốn gặp Bộ Tư pháp? Bởi vì họ muốn thương lượng với Bộ Tư pháp để yêu cầu rút ông Jack Smith này hoặc hay là họ thương lượng để ông Trump chịu một cái án nào đó không phải ở tù. Thì đứng trước cái việc này đó, thì có cái nguồn tin thì nói rằng ồ oh, oh, trong tuần lễ này ông Trump có thể chứng thức bị truy tố và vì ông Jack Smith sẽ công bố hồ sơ truy tố một cách cụ thể dựa trên pháp lý rằng vào thời gian đó rõ ràng là ông Trump đã bác bỏ tất cả những cái luật lệ của tòa bạch ốc yêu cầu là ông cựu tổng thống phải giao nộp hồ sơ tự ý mang hồ sơ rồi nói láo với luật sư nói láo với nhân viên che giấu hồ sơ và vì vậy chắc chắn là ông trump sẽ bị truy tố nếu như ông jack smith này công bố toàn bộ và vì thế sẽ đưa ra đại bồi thẩm đoàn cho nên cái việc này ông trump một lần nữa lên án nói rằng tôi vô tội tại sao tôi bị một cái cuộc săn lùng phù thủy này theo đuổi dâu lâu dài đến như thế nước mỹ này không còn luật pháp nữa không có hiến pháp gì bảo vệ cho một cựu tổng thống chúng ta chờ đợi để xem coi thực sự là tuần lễ này bên phía ông jack spitz sẽ có tiếng nói hay là tuần lễ tới nhưng mà các chuyên gia họ nói cái ngày càng đến gần hơn với ông trump để bị truy tố <laughs> riêng với cái vụ giữ hồ sơ mật ở Malago. Và đó là các bạn tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi cùng quý khán giả. Mời quý vị vào trong trang nhà Sài Gòn tv com và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Chiều nay trả lại với chúng tôi với phần tin tức nổi bật với Đinh Quang Thái lúc 5 giờ quý vị Kính quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.